đầu tiên cái gì là khổ khổ đâu cần phải nói khổ thấy rành rành ngay trước mắt rồi xanh là khổ tại vì sao bởi vì có xanh cho nên nó mới có già nó mới có bệnh nó mới có chết nếu không có xanh thì đâu có gặp mấy chuyện đó cho nên cái xanh là cái khởi đầu của tất cả sự khổ mà ai có xanh thì tức có già có bệnh có chết cho nên sanh và bệnh chết là khổ thương phải xa là khổ ghét phải gần là khổ muốn không được là khổ tóm lại đó hể còn có tấm thân ngủ uẩn này là khổ nốt lại dùm sư cái chỗ này ở trong bài kinh truyện pháp luân của nam truyền cái câu cuối cùng á là tóm lại hễ còn có tấm thân ngũ uẩn này á là khổ, tức là chấp vào cái ngũ uẩn này là khổ. Nói lại nha, chứ không thôi qua bữa sau á mà quý vị nghe ngủ ấm xí thành khổ á là quý vị ngớ người không hiểu nó là cái gì đâu. Và nguyên nhân của tất cả sự khổ đó là gì? Là do tham ái. Nếu như mình không tham ái thì mình đâu có khổ nó quá rõ nó quá rành rành nha mình khổ vì cái mình thương mà chính bởi vì mình thương mình muốn mà không được nó khổ mà muốn được nó cũng khổ mà kiểu gì cái mình muốn rồi nó cũng đi đến sự hoại diệt cho nên nó khổ cho nên cái ái là nguyên nhân khổ và đó là cái cần phải được diệt trừ và niết bàn là gì đức thế tôn và ngài xá lợi phất giải thích niết bàn nó rất là ngắn gọn ái diệt là niết bàn tại sao vậy tại sao ngài không giải thích rõ hơn bởi vì niết bàn nó giống như là cái ly cà phê hoặc là cái ly nước sẽ đang uống mùi vị nó như thế nào chỉ có người uống biết nó nóng nó lạnh ra làm sao chỉ có người uống biết còn bây giờ mình ngồi đây mà mình mô tả thì quý vị chỉ có hiểu sai thôi muốn biết rót cho quý vị một ly quý vị uống tử khắc biết niết bàn cũng vậy tu chứng tự biết niết bàn là gì còn mà mình ngồi đây mình bàn về niết bàn á nha thì mình càng bàn nó càng lạc đề cho nên trong kinh tạng ngài sá lợi phất chỉ nói đơn giản thôi ái diệt là niết bàn nhưng mà làm sao để diệt ái bây giờ làm sao để tôi thực hành để đi đến niết bàn làm tôi, sao để tôi thực hành đi đến đạo quả thinh văn giác làm sao để tôi thực hành đi đến đạo quả độc giác làm sao để tôi thực hành đi đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cái phương pháp thực hành đi đến sự chấm dứt khổ của mình đi đến sự chấm dứt khổ của chúng sanh đi đến sự giác ngộ cao tột trong phật giáo là bác chánh đạo thành ra đó, đó là lý do tại sao sư nói anh muốn tu thành Phật Thinh Văn cũng phải thực hành bát chánh đạo. Anh muốn tu thành một vị độc giác cũng phải thực hành bát chánh đạo. Anh muốn tu thực hành thành một vị vô thường chánh đẳng chánh giác cũng phải thực hành bát chánh đạo. Không có bất kỳ một vị thinh văn nào rành rẽ về 12 nhân duyên nhân dốt đặt về tứ đế. Và không có một vị Phật nào độc giác, thinh văn giác hiểu rõ về tứ đế mà dốt đặt về 12 nhân duyên. Mà muốn có được, muốn hiểu được những cái thứ này phải vùng bồi ba là mật. Cho nên con đường tu nói ngắn thì cũng có lẽ ngắn. Tại vì chúng ta còn ngồi ở đây chúng ta biết được chánh pháp là chúng ta đã có tu rồi đấy. Còn nếu như chúng ta không tu dễ gì ngồi đây nghe mà nghe dễ gì hiểu mà hiểu dễ gì thực hành Thậm chí thực hành dễ gì đúng Chúng ta phải có phước Cái phước ở đâu ra Nhờ ba la mật quá khứ Thành ra nói ngắn Thì nó cũng ngắn Tại ai biết Mình tu bao nhiêu kiếp rồi Nhưng nói dài Thì nó cũng là dài Tại vì sao Phải vung bội Phải tu Phải nỗ lực Thì những thứ đó mới là nhân Là duyên Để chúng ta đi đến đạo quả giác ngộ muốn ngồi được trên tòa sen thì bây giờ phải ngồi mòn cái bộ đoàn quý vị à chứ còn bây giờ mà đòi mua uh, cát đá xi măng về xây tòa sen leo lên ngồi thì sư chịu thua đấy cho nên tứ đế là một cái nhóm bốn chân lý cao thượng mà dù chúng ta có muốn tu hành theo đạo quả nào đi chăng nữa chúng ta vẫn phải hiểu và vẫn phải tu nó thẳng nha muốn giải thoát giác ngộ mà muốn né né tứ đế ra là chuyện không bao giờ có